cô ấy đã xuất phát từ một cái tâm ý là muốn làm đẹp cho chính bản thân mình cũng như là những người xung quanh, và chính vì vậy mà đã ra mắt thương hiệu thời trang Minh Mỹ. Và ngày hôm nay cô cũng chính là nhân vật chính của chương trình. Xin tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón lên sân khấu nhà thiết kế giám đốc công ty thời trang Minh Mỹ. Chúng ta dành chào đón rất lớn cho người phụ nữ rất là xinh đẹp của Minh Mỹ. Chắc là tất cả các anh chị ở đây cũng mong muốn được biết là tại sao mà chị lấy cái tên Minh Mỹ ạ? Lời đầu tiên cho Minh Mỹ xin gửi lời chào tất cả các anh chị báo đài, các bạn người mẫu và các người bạn rất là thân thiết của Tuyến hay là Minh Mỹ. Minh Mỹ là xuất phát là một đầu tiên, cái ý nghĩa đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ mọi người là nhỏ. Minh Mỹ là nó là cái chữ lót trong họ và tên của bốn người rất là quan trọng với là Tuyến. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, khi mà tiếng Việt là Minh là cái nghĩa là sáng, Mỹ là đẹp, là quý phái, là sang trọng, đơn giản thôi. Cho nên là Minh Mỹ muốn là mang dùng cái thương hiệu Minh Mỹ để mang cái đẹp toàn diện đến với mọi người. Và chắc chắn là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy được vẻ đẹp trong thiết kế của chị Minh Mỹ. Và điều thứ hai cũng hỏi là chị hướng tới sắc đẹp của người phụ nữ dạ có ạ. Ngoài những bộ trang phục hoặc là những cái lọ son mỹ phẩm cho nữ thì Minh Mỹ còn có những cái thiết kế sơ mi thanh lịch hoặc là vest lịch lãm cho các đứa con mày râu, các bạn nam hoặc là các nghệ sĩ gì đó. Ngay bây giờ đây có biết muốn mời hai người đẹp Ngọc Lan và Minh Tâm lên sân khấu ngay bây giờ được không ạ? Xin mời hai nhân vật ạ. Điều đầu tiên là rất là mừng cho chị, bởi vì đây là một cái ước mơ của chị từ nhỏ rồi. Thật ra thì từ nào cũng được, từ trước lúc giờ cũng như là không có gì làm thì mình còn coi tác phẩm âm nhạc của mình thôi. Thì bài những cái hành động của Tâm thì bài cái hát con ra thì mọi người bây giờ nắng cũng một trẻ nè, yêu cũng có lắm. Tết đời hả? Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn.